là 43 tuổi đó. Rồi thằng sau là năm nay 32. Là có cháu hết rồi. Có cháu, cháu nội hết luôn rồi. Cháu nội đang học đại học thôi. Cô ơi, vậy cái lúc mà mình đi sinh anh đầu tiên á, hai cô chú vẫn đi cùng với nhau, tức là luôn 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 sát cánh bên nhau, tại vì lúc đó là hòa bình rồi đúng không chú? Đúng rồi. À, nhưng mà đặc biệt cái là hai lần cô đi sinh là hai lần không có ổng. Ủa gì kỳ? Ông này ổng đặc biệt con cái nè. Sinh đứa thứ nhất á thì cô làm tại bệnh viện quận 6, ngay khoa sản luôn. Thành ra cô mang theo đồ hết, cô để sẵn ở trong á, mà cô nói đúng ra cô phụ nữ mà cô mạnh mẽ lắm. Dạ. Cô mới nói với ổng là nếu thứ bảy giờ không thấy tôi về thì sáng chủ nhật ông vô thăm nha. Đó là xanh á, xanh rồi không về đó, thứ bảy là không về đó là biết rồi đó. Thì đến đó là chiều thứ bảy là cô còn ngồi họp xong xuôi là tối đó cô xanh á. Cô xanh xong là sáng chủ nhật là ông vô xách bình thủy rồi vô thôi. Lúc chú ở nhà luôn hả? Chú ở nhà, nhưng mà có cái này nè, chú nói thật, cô đời chú là cũng một thời gian làm y tá cũng lâu, kể cả khoa sản chú cũng có đỡ đẻ luôn. Ừ. Chú sợ lắm, mấy bà đau bụng mỏi chữ tầm em bả thành ra chú sau này chú có án tượng mà. Xin mời chú giới thiệu mình ạ. Xin chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Ngọc Lan. Xin chào quý vị khán giả đang xem truyền hình trên màn ảnh nhỏ. Tôi tên là Trần Văn Hà, 63 tuổi. Tôi đến từ phường Long Phước, quận 9. Còn đây là bà xã tôi. Xin chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Chào quý vị khán giả. Tôi là Quỳnh Thị Vân, 64 tuổi, ngụ ở Long Phước, quận 9. Cô chú đã kết hôn với nhau gần 50 năm rồi. Như vậy ngược dòng thời gian trở về gần 50 năm đó, chúng ta có nhớ cái ngày đầu tiên, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào không cô chú? Nếu mà kể về cái này chắc để tôi kể hay hơn. Ngày xưa đó cũng tình cờ, trong một dịp là khi mà cô học năm 1977 á, xong là khóa nửa hồ sinh cô ra trường. Thì lúc đó là sở y tế mới mạng lưới thanh niên xung phong á, lúc đó là nữ á, bị phụ khoa nhiều quá, mới là điều tụi cô là nữ hồ sinh đó lên trên đó thực tập, cho thực tập một năm để lấy bằng. Thì cô nhận được cái quyết định, cô mới lên là liên đội thống nhất. Nhưng mà cô chưa biết địa điểm, cô mới ra đó thì tôi lên đơn vị đó. Thì tới nơi cái thấy một dãy nhà tranh rồi đèn dầu leo lét, cái bắt đầu thấy nó chao đảo quá. Cái bắt đầu tối cô về, cô mới viết một bức thơ gửi về gia đình. Thơ cô ra bị bảo vệ nó kiểm duyệt. Kiểm duyệt đi, đưa lên cho ông trí chính trị viên trưởng á. Cái ông duyệt cái thơ đó, ông mời cô lên, ông làm việc cô quá trời. Ông nói chứ là đoàn viên lên đây mà chưa gì tư tưởng chao đảo luôn này kia, xuyên tạc hàng ngũ thanh niên xung phong người ta này kia. Tới cô khóc, cô về. Cô về thì ông này á, lúc đó là bí thư chi đoàn, cô đoàn viên sinh hoạt với cái hệ của ổng. Ông chính trị viên trưởng đó, ông mới kêu ông này lên, mới giao bức thơ của cô cho ông này để theo dõi động viên đoàn viên mới lên mà vậy đó. Do cái bức thơ đó là cô với ổng là có duyên nợ gặp nhau luôn đó. Rồi lúc đó mình xử lý cái người viết cái thơ này sao chú? Nói chung là chú thì là quyền trưởng trạm y tế đó, cô là nhân viên của chú. Nhưng mà khi ở bên liên đội bộ mà đưa qua cái bức thư đó, chú cũng suy nghĩ nhiều lắm. Thì chỉ có biết là động viên với làm công tác tư tưởng thôi. Lúc đó nhìn cô gái này có để ý điều gì chưa? Lúc đó nói chung là cũng có hơi có để ý. Một con người của thành phố mà lên đây thì trong nó có một cái gì đó, nó mực mà nó dễ thương. Rồi một thời gian cô chú quen nhau. Một thời gian bao lâu chú? Một thời gian khoảng 3 tháng sau. Rồi là do có quá trình rèn luyện tâm lý đó hả? Tư tưởng đó hả? Đi sâu đi sát. Cô với chú hồi đó quen nhau nó cũng không có nói. Nhưng mà ví dụ vô họp đó, lần đầu tiên á, cái bút của cô hết mực, ổng mới thảy cái viết qua ổng đưa cho cô. Cái ổng hay viết cái tên đó, ổng luồn trong vô cái viết á. Cái cô thấy cái chữ TVH cộng HTV. TVH là tên ổng, HTV là tên cô. Trời ơi, HTV, HTV 9 đó, HTV 7 đó. Con đang nghĩ thôi. Là biết là ổng đang theo đuổi mình. Từ từ là coi như hai đứa quen nhau nào cũng không biết luôn. Mình có nhớ cái nắm tay đầu tiên hay là một lời tỏ tình đầu tiên, hay là một cái nụ hôn đầu tiên nào đó không? Ông này là hồi đó đơn vị á, đã ăn cơm độn khoai mì rồi, mà ổng còn ghiền khoai mì nữa. Cái ổng rủ cô đi vô rừng đào khoai mì. Cái bữa đó hai đứa đi vô rừng mà đi đào khoai mì, đi ra hơi lạc ra gần tới chợ Sa Mát á, Tân Biên Tây Ninh á. Cái ổng mới ra, ổng nói thôi ổng ấy sẵn đi ra chợ uống nước mía. Thì cô với ổng mới đi ra tới chợ, gần chợ, cái sau thấy chợ vắng que, mới hỏi cái ông đó sao chợ vắng vậy chú. Ổng nói chợ bên bó tới không hay hả?
hai người trở về đơn vị liền đi. Thì lúc đó sợ quá, đi thì mang theo hai trái lựu đạn. Ổng mới đưa con trái, ổng trái, ổng nói dặn là chạy trên đường chạy về, nếu gặp nó thì coi như rút chốt nha. Trời ơi, hai tự sát nó, không để nó bắt nó nha. Nó nguy hiểm dữ vậy hả? Ừ. Cái bắt đầu chạy trở về đơn vị. Trong cái cảnh hỗn loạn đó, hoảng loạn đó mà ổng mới nắm tay cô, kéo chạy về là bắt đầu hai đứa quen nhau luôn. Trong cái ranh giới giữa sống sự chết đó, mà hai người vẫn chia nhau mỗi người trái lựu đạn và cùng nắm tay nhau chạy về đơn vị đó, một hình ảnh quá là đẹp luôn. Trời, Quỳnh Linh không thấy đâu, có nhiều cái cảnh mà phải công nhận là tình yêu mãnh liệt thiệt. Chứ hồi xưa ở trên đó thì tình gia đình mình không có, chỉ có tình đồng chí, tình đồng đội, tình yêu thôi. Nó sống là nhờ vậy. Chú còn nhớ là cái lần đầu tiên chú tỏ tình với cô không chú? Nói chung thì trong tình yêu giữa chú với cô á, cái vấn đề tỏ tình thì nó ít lắm. Nhưng mà chỉ nhìn, hai người nhìn nhau là coi như là hiểu ý nhau. Chứ tỏ tình thì ít có tỏ tình lắm. Là nhìn là biết yêu rồi đó. Cô với chú ngộ lắm. Ông này thì ổng không có tỏ tình như người ta. Không tỏ tình luôn. Mà cô thì cô lại thích cái dạng người vậy. Cô mà ai theo cô tò tò cô ghét lắm à. Nhưng mà thà là không nói. Nhưng mà thí dụ như ông thể hiện hành động, ví dụ như ổng vượt rừng băng rừng ổng về mà ổng thăm mình, hay là ổng đưa cái này lúc mình cần, ổng đưa cái này mình xài, hay là đó, như cái giếp, theo Linh thấy là nói dụ cái giếp vậy nữa đó, không có những cái cử chỉ vậy thôi. Không có một cái lời tỏ tình nào không hết. Có hồi đó yêu bất chấp Linh ơi, bất chấp luôn. 40 mấy năm sau, giờ mới cách đây mấy tháng cô mới nghe ổng nói được một câu đó nha. Ngon sao ổng ngồi kế bên cô, ổng nói sao tự nhiên giờ tôi thấy tôi thương bà quá à? Thương hơn hồi đó đó. Tôi nói trời ơi, có muộn lắm không? Cô hỏi ổng có muộn lắm không? Bây giờ mới thốt câu đó, cho hồi đó bây giờ chưa bao giờ ổng nói à, tôi yêu bà, tôi thương bà, không có. Không có luôn. Ở đó cô hay nói ổng vậy đó. Cô nói ông không bao giờ, ông cái tình cảm ông mà tôi thấy ông bộc lộ, hay là ông không bao giờ ông mở miệng nói một tiếng ông thương tôi thử ra sao. Vậy người ai đặt điều, ai đặt cái điều kiện đám cưới, không biết ai đặt cái vấn đề. Cái hoàn cảnh, cái điều kiện đó, nó cho hai đứa từ từ đi tới nhau thôi. Đi chứ... tới rồi chú nói sao mà mình tổ chức đám cưới. Dạ, đó, ai là người chốt kèo. Đúng rồi, ví dụ chú phải nói là em ơi, anh thương em quá, rồi đám cưới đi. Mình đám cưới đi chứ. Chú là người chốt kèo. Chốt kèo, chú chốt cách nào chú? Nói chung là thôi bây giờ hai đứa cũng yêu nhau là cũng được cả năm rồi. Dạ. Nhưng mà trong vấn đề chốt kèo để chú kể nha, nó bị ngăn cách. Cái lúc mà yêu nhau á, thì chú đi chiến dịch xong rồi á. Dạ. Thì về á, không có được ở đơn vị nữa. Đơn vị rút chú đi về năm 78 á. Dạ. Rút chú về trường La Santa Be học. Vậy cô chú có thời gian nào mà gọi là trải nghiệm tình yêu không, hay sao cứ đi hoài vậy? Hả, ổng đi đâu ra, bắt đầu cô mới kiếm cớ cô đi chuyển bệnh để đi về kiếm ổng. Bắt buộc lắm á, về thăm ổng cô mới phải đi chuyển bệnh. Chuyển bệnh là cô phải khiêng nó, khiêng ra tới bệnh viện Tây Ninh. Lúc đó nghe tiếng hú đề ba pháo kích, sợ quá chạy xuống hầm. Cái thằng bệnh đó, nó cũng chạy mất tiêu. Lát nó chạy lẹ hơn cô. Đang nữa khiêng chạy lẹ hơn. Nghĩ tới hình ảnh đó luôn. Nó chạy lẹ hơn cô nữa. Cái cô mới nói chứ, sao mày bệnh dởm, mày nói thiệt ta đi. Sao mày không nói, mày để ta khiêng, mày muốn chết luôn á. Cái nó nói, mày muốn về nhà. Cái nói, thì tao cũng muốn về nhà, thì thay gì mày nói đi. Cái bắt đầu á, chia tay. Mạnh ai nói đi, tản hàng về. Mới đầu nói, ổng ở tao đàn, cũng ra tao đàn kiếm, không có. Cái ra là xong tao bè kiếm. Kiếm cái hai đứa nói chuyện mà có bảo vệ gác, không có nói chuyện gì được á. Ổng hỏi chứ chừng nào đi trở lên đơn vị. Cô mới nói ngày mai phải trở lên đơn vị rồi. Cái bắt đầu cái cô về nhà cô cũng buồn lắm, cô không có nói chuyện gì được hết á. Sáng cái cô ra bên xe Chợ Lớn, cô trở lên đơn vị, ngồi ở trên xe sao tự nhiên dòm xuống thấy ai đi giáo giác. Ổng cũng mang tiền, ổng thương lượng với lính của ổng gác cổng bảo vệ đó, xin nó gác cổng cho ổng ra ngoài, ổng đi kiếm cô. Ổng ra ổng đi tìm cô, ổng hỏi đâu vậy, nó trở lên đơn vị chứ đâu. Ổng biểu chứ thôi về xuống đi, đừng đi. Cô cho vé xe cho người ta, cô đi xuống quất ở lại tuần lễ, trở lên lãnh cái bản kiểm điểm cho bả luôn. Tức là ở dưới với chú tuần luôn. Gặp nhau như vậy là hai đứa là coi như lúc đó là gọi là giờ thanh niên mà nói sống thử nha. Dược hồi xưa là ăn cơm trước kẽn dạ. Rồi cái dịp đó mới ăn cơm trước kẽn xong là làm đám cưới luôn đó. Trời ơi, rồi lúc đó có tình vui gì chưa? Lúc đó có bầu rồi đó, thành ra phải biểu ổng về là phải làm đám cưới bắt buộc. Con lần đầu tiên là ở chương trình này là con gặp được một tình yêu ăn cơm chứ kẹn. Rất là thú vị luôn. Mà vui lắm mà dạ. Nhau nhận Linh với ổng ở rừng, ổng về tóc ổng ở đơn vị, ổng tóc ổng để dài vậy nè. Lần đầu tiên dẫn ông về cho ông già coi mắt nó, ông già ổng nói sao không, là tao thấy này cũng được rồi đó.
để tóc tai bù xù quá, tao thấy không được rồi đó. Cô mới ra sao, nói với bà già không chịu là không có lấy chồng luôn đó, ở giá luôn đó, không có chịu đó. Rồi cô cá tính như sao? Người ta lỡ xong rồi cái gì đó. Mà ông già bà già thì đâu có biết gì đâu. Dạ. Bây giờ không chịu cô không được. Bắt đầu là mới chấm cho chuyện cho làm đám cưới luôn đó. Cô nhưng mà lúc đó cô sợ không cô? Tại vì mình có bầu rồi đó. Sợ nhưng mà điều có cái vậy nè. Cô nghĩ là nếu ông này á mà không cưới là cô bỏ nhà cô đi luôn đó. Lúc đó gia đình quê mà cũng khó lắm. Dạ. Cái bộ mình bên phong kiến gia đình. Đúng rồi. Trời ơi, nói ngay được cái má ổng thì sau khi bà biết rồi thì bà đi cưới liền. À, tức là về nói với bà già chồng trước. Dạ. Một cái tình yêu có thể đong đầy quá nhiều cảm xúc và khi nó tuôn trào với vợ ngoài ra thì họ phải đón nhận hạnh phúc thôi, không. Dạ. Chờ đợi gì cả. Chống viêm xoang nghẹt mùi hắt hơi, thông xoang tán nam dược bạn ơi nhớ dùng, đọc kỹ những sử dụng trước khi dùng. Rồi từ đó đến nay thì cô chú được bao nhiêu người con? Cô được hai thằng trai, thằng lớn nay là 43 tuổi đó. Rồi thằng sau là năm nay 32. Là có hai cháu em hết rồi. Có cháu, cháu nội hết luôn rồi. Cháu nội đang học đại học thôi. Cô ơi, vậy cái lúc mà mình đi sinh anh đầu tiên á, hai cô chú vẫn đi cùng với nhau, tức là luôn luôn sát cánh bên nhau, tại vì lúc đó là hòa bình rồi đúng không chú? Đúng rồi. À, nhưng mà đặc biệt cái là hai lần cô đi sinh là hai lần không có ổng. Ủa gì kỳ. Ông này ông đặc biệt có một cái nè. Sinh đứa thứ nhất á thì cô làm tại bệnh viện quận 6, ngay khoa sản luôn. Thành ra cô mang theo đồ hết, cô để sẵn ở trong á. Mà cô nói đúng ra cô phụ nữ mà cô mạnh mẽ lắm. Dạ. Cô mới nói với ổng là nếu thứ bảy ông không thấy tôi về thì sáng chủ nhật ông vô ông thăm nha. Đó là xanh đó, xanh rồi không về đó, thứ bảy là không về đó là biết rồi đó. Thì đêm đó là chiều thứ bảy là cô còn ngồi họp xong xuôi là tối đó cô xanh đó. Cô xanh xong là sáng chủ nhật là ông vô ông xách bình thủy rồi vô thôi. Lúc chú cũng ở nhà luôn hả? Chú ở nhà nhưng mà có một cái này nè. Chú nói thật, cô đời chú là cũng một thời gian làm y tá cũng lâu, kể cả khoa sản chú cũng có đỡ đẻ luôn. Ừ. Chú sợ lắm, mấy bà đau bụng mỏi chữ tầm mấy bà thành ra chú. Sau này chú có án tượng bà xã chú đi sanh là để gia đình đi, chú có đi. Vừa sanh xong là chú cô vô. Cô sanh đứa thứ hai cũng vậy nữa. Cô sanh đứa thứ hai, ổng cũng không có đi. Cô nhưng mà lúc cô đau đẻ cô có chửi không? Không. Đó, người ta đâu có chửi đâu mà ổng tin người ta. Thử có đi rồi chửi cho mà coi. Ổng sợ vậy đó. Cô vậy thì trong cái quá trình mà mình chăm con rồi nó có suôn sẻ không? Hay là nó có cái biến cố gì xảy ra? Vất vả lắm ạ. À. Cô có đứa đầu cô vất vả lắm. Dạ, tại vì xưa, thời đó cũng khó. Hồi xưa thời kinh tế khó khăn. Dạ. Môi trường thanh niên xung phong mà. Xin lỗi có bầu á, thì mình kiểu như giấu mà. Thèm chua đâu có phải ăn như giờ đâu. Vô kho hậu cần ăn mê dắt á. Rồi á, thức ăn thì nó đúng ra lúc thời kỳ đó đâu cũng khó khăn chứ không phải riêng gì mình. Thì ông này ổng mới thấy vậy. Ổng mới thấy vậy bắt đầu ổng mới về nhà. Ổng đi phép về đó. Cái ổng xin tiền má ổng thì ổng kho thịt kho vịt. Ổng kêu ổng dám qua, ổng kêu cứu thương viên á, bỏ vô cái lon ego đem qua cho cô vậy đó. Phúc quá nha. Vượt qua bao nhiêu chặng đường đó thì bây giờ bí quyết nào mà để mình giữ vững cái tình yêu, vượt qua giông bão như thế, vượt qua bao nhiêu khó khăn như thế hả cô? Theo cô nghĩ là chỉ có cái hay nhất là nhẫn nhịn. Trong cuộc sống vợ chồng là phải nhẫn nhịn. Ví dụ như lúc ổng nóng thì mình phải nguội. Hồi còn trẻ cô hay nói ổng câu là ví dụ như bây giờ tôi với ông có lỡ dở đi chăng nữa, thôi ra ông có gia đình khác, tôi có gia đình khác thì con sẽ khổ. Thành ra nhiều khi hồi đó cô đi có một thời gian lên biết cô đi buôn bán tàu Viễn Dương đó. Là trên đó tàu Viễn Dương thì thủy thủ nam không à. Chỉ có ông đó ông nói chơi thôi một câu thôi đó. Thằng Út đó, thằng nhỏ cô nó đi học về nó nói thưa bác con đi học mới về. Ông nó mới giỡn nói là không thưa bác mà thưa bố con đi học mới về. Nó không chịu đó, thằng lớn đó, nó ngồi đó nó nghe nó không chịu. Mà ổng đi về nó đi theo ổng ra tới kia nó dặn ổng á, không được nói như vậy nha, nó không thích đó. Trời ơi. Qua bữa sau nó mắng, ổng mắng vốn cô. Ổng mắng vốn cô, cái cô từ đó cô thấy cô ngộ ra một điều là bây giờ thằng lớn nó đã như vậy. Nó cá tính mà cái tuổi 13, 14, 15 là cái tuổi đó là dễ sa ngã. Cô mới sợ, cô nói là bằng mọi giá là cô không bao giờ để cho con cô nó có cái gì buồn phiền ảnh hưởng để nó này kia kia nọ. Thành ra từ chỗ đó cô thí dụ như cô với ổng mà có những cái gì đó thì cô hay nhịn. Để ổng nguội lại cô sẽ nói. Vậy thôi, cái nhịn là cái hay nhất á. Thiệt, trong cuộc sống vợ chồng đừng mở người ta nói cơm khê bớt lửa đó là chỗ đó đó. Yeah. Nhưng mà như chú này, chú có nhìn ra được cái sự nhẫn nhịn của cô dành cho chú không? Có chứ, ít nhiều gì cũng 43 năm rồi. Nói chung là mình không thương sao mình bước tới hôn nhân. Cái tính chú thì không có thích lăng nhăng. Khi mình đã yêu ai thì mình đi cho đến chỗ đời. Dạ. Yeah. Cô hạnh phúc như một điều là hồi đó giờ lấy ổng chưa hề nấu cơm, bắt nồi cơm điện thôi. Còn tất cả là vô bếp là ổng hết á. Dạ.
Hồi đó giờ chưa biết nấu ăn. Không có nấu ăn. Hay vậy ta. Cô không thích vô bếp. Cô ơi, cùng team với con. Con không biết nấu ăn. Bây giờ nhà con là nấu ăn là vú nấu. Từ đó tới giờ vú nấu. Con ơi, con cũng phải học để nấu cho con ăn này kia chứ. Con thì con nấu. Tức là riêng đồ ăn của con thì con nấu. Nhưng bây giờ là bạn ấy lớn rồi, cho nên là bạn ăn cùng với con luôn. Thì là bà vú nấu. Ông đặc biệt cái ông vô bếp, ông nấu ăn ngon lắm. Thành ra cô không, ổng nói cô nấu dở. À, nếu cô nấu là chỉ có hột vịt chiên với mì gói thôi, chỉ có vậy đó. Đó cũng là thuận lợi của chú để chinh phục cô ha. Cái nào giận mình vô bếp phải nấu thôi chú hả? Chú lâu lâu chú ghẹo hoài vậy tôi nói, chú nói tôi với bà chắc lộn dai quá. Chú đi câu về nha, cá chú làm luôn. Chú đi chợ chú mua gia vị đồ chú nấu. Mà bắt cái nồi cơm thôi đó, còn bao nhiêu là chú lo hết á. Dạ không thương vợ sao làm dữ vậy? Mấy bà hàng xóm lại thấy ông ngồi làm cá, thì bà là trời bà này ác thiệt chứ. Để cho ông ngồi làm cá nó phải ông thích chứ bộ. Con rất là thích chú nha. Chú làm tất cả những chuyện bếp núc là vì chú yêu vợ, chú thương vợ. Và chú hiểu một điều rằng là cô không có làm được thì chú làm để cho có bữa ăn ngon hơn, chứ không phải chú làm để rồi chú đi ra ngoài đường chú nói là chuyện bếp núc nhà mình tôi làm, không bà không làm được gì hết. Hai cái tính cách đó là khác nhau hoàn toàn. Không làm hoàn toàn, không có cái vụ dạ. Đó cho nên đó là một cái điều mà con rất là quý và con rất là thích ở chú. Chú về chú nhà chú làm hết rồi, ra đường chú nói vợ chú làm. Vậy là ga lăng dữ lắm. Đó là những cái đức tính tốt của người đàn ông. Và hy vọng rằng rất nhiều phụ nữ sẽ gặp những người đàn ông như vậy. Dạ. Chú thì đi câu về nghiện nấu bếp thì còn cô là nghiện gì? Cô hả? Cô thường là cô làm ở bên tổ dân phố. Ổng là tổ phó ngang, coi như hỗ trợ cô. Cô tổ trưởng hả? Trời ơi, vậy hai ông bà ôm luôn nguyên khu phố luôn à. Cô thì hay bị đau cái chân. Thành ra cô họp hành đồ này kia, cô biểu cô đề bạc là xin ổng làm tổ phó để chi? Để ông đi họp thế này kia. Đề bạc chồng làm tổ phó. Vô họp ông kia ông hỏi chứ hai người ai xếp? Ổng chỉ cô mới bả xếp. Đúng rồi, nó đề bạc mình mà. Dễ thương đó hả? Vui quá à. Ông cô phải công nhận là cô sướng ra vậy nè. Tới giờ phút này cô vẫn không nói cô sướng cái chỗ. Coi như là cái điều mà cô hạnh phúc nhất là ổng hay nói cô câu vậy nè. Bà muốn ăn gì thì bà nói tôi nấu bà ăn. Chỉ có cái gian trời là tôi kiếm không được cho bà thôi. Hay quá. Để thấy được rằng là những gì cô hy sinh cho chú những năm xa xưa ấy, băng qua rừng lội suối, băng qua sự nguy hiểm để đem tình yêu hạnh phúc lên cho chú, được trả xứng đáng bằng những cái hành động của chú trong ngày hôm nay. Bây giờ là chú còn bù đắp thêm cho cô nữa bằng một cái lá thư chú gửi cho cô nè. Con xin phép con mở ra con đọc cho cô cũng như là cho quý vị khán giả cùng nghe. Lá thư tay gửi người vợ yêu dấu của anh. Cách đây 44 năm về trước, nơi mặt trận phía Tây Nam Tổ quốc, anh thường xuyên nhận được những lá thư tay nơi hậu cứ em gửi cho anh để động viên thăm hỏi. Và hôm nay, 44 năm sau, lần đầu tiên anh ngồi viết lá thư tay này gửi đến em, người bạn đời của anh. Anh cảm ơn em, cảm ơn vì em đã hy sinh cả thanh xuân của mình cho anh và hai con. Ngày xưa, lần đầu gặp em, bước chân lên đơn vị một cô gái nhỏ nhắn, trong trẻo, ngây thơ, mặc bộ bà ba màu đen, vai mang ba lô nặng trĩu. Anh đã cảm nhận được đây chính là một nửa của mình rồi. Thế là hằng ngày âm thầm lặng lẽ đi sau em. Ngày tháng qua đi, bằng cảm giác anh biết mình đã chinh phục được trái tim của em. Nơi Sài Gòn, những cặp tình nhân hẹn hò nhau nơi rạp hát, nơi quán cà phê. Còn môi trường của mình lúc ấy, anh và em chỉ biết hẹn hò nhau đi hái trái rừng, hái lá sơn. Vậy mà vui, đầy ắp kỷ niệm. Những kỷ niệm của tình yêu ngọt ngào ngày ấy vẫn theo anh đến tận bây giờ. Và người con gái ngày xưa ấy đã hy sinh rất nhiều cho anh, cho gia đình nhỏ của mình. Anh rất cảm ơn em. Cuộc đời này đối với anh như vậy là quá đủ rồi. Mong rằng lá thư này thay anh nói hết những lời chân tình của tình yêu anh dành cho em, người vợ yêu thương của anh, người mẹ mẫu mực của các con và người bà kính yêu của các cháu anh. Có những lúc thấy sức khỏe em suy sụp, anh rất sợ và lo âu, nên mong ước cuối cùng của anh là em có thật nhiều sức khỏe để cùng anh đồng hành suốt quãng đời còn lại này. Thương em. Ngọt quá nha. Cô có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngay tại thời điểm này không ạ? Cô rất cảm động. Cô chỉ mong mình có sức khỏe. Có những lúc cô nói là cô sợ là cô không có sức khỏe, cô
cô đi để ông ở lại một mình, cô sợ vậy lắm. Thành ra cô chỉ mong một điều là cô khỏe để cô cùng đồng hành với ông thôi. Ông thì ba má mất hết rồi, anh em thì cũng không có bao nhiêu. Ông là dựa, chỉ sống với cô và ông dựa nhau. Thành ra cô chỉ mong cô có sức khỏe vậy thôi. Đó là cái điều duy nhất cô mong mỏi vậy thôi. Chú cảm nhận thế nào trong giây phút này chú? Nói chung thì trong người chú hiện tại, chú vừa tiểu đường, chú vừa thoái hóa cột sống, chú vừa bị thần kinh tọa. Nhưng mà chú không quan tâm chú nhiều đâu, chú lo cho cô thôi. Ở vậy à, chú chăm lo cho cô từng ly từng tí. Thỉnh thoảng chú hỏi cô thích ăn cái gì, hoặc có khi không nói thích đi nữa thì thỉnh thoảng chú cũng đi mua một cái gì đó, ví dụ như thịt bò hay heo gì đó để bồi dưỡng cô. Bởi vì cô hồi xưa đó cô đi hiến máu dữ lắm. Dạ. Thỉnh thoảng ông sợ cô này kia ông hay hay xào thịt bò cho ăn. Hạnh phúc được lan tỏa khi người này lo lắng cho người kia lo lắng ngược cho người nọ, và những điều đó nó quyện vào nhau, nó tạo thành một hạnh phúc bền vững suốt gần 50 năm vừa qua. Đây là một câu chuyện rất là tuyệt vời. Bây giờ thì chương trình có một cái phần quà dành tặng cho cô chú cũng như là dành tặng cho quý vị khán giả. Con xin mời cô chú hướng mắt lên màn hình ạ. Cây này là chú chăm không á, chú cắt cho nó để cho nó có bông tết. Vườn này chú cứ trồng tắc, cây ăn trái thì có tắc, có ớt, có mai, có hoa đậu biếc, có mồng gà, rồi chú trồng nhiều lắm. Rau thì có dấp cá, là tía tô, húng lủi, đồ nuôi ít ra một ít gà để con cháu về nó có nó ăn á. Con cầm đi nè, ông nội cho con nè. Đó nè, cho con nè, lắc vô rửa nha. Đó đó, ngon không? Để mặn cầu nhà ông nội chồng ngon không? Chào ba mẹ, con là con thứ hai, con trai cả tên Hiếu. Từ trước tới giờ đó, thì ba mẹ sống cũng yêu thương nhau lắm, cũng lo lắng cho nhau mà cũng hạnh phúc lắm. Cũng có kỷ niệm nhiều lắm. Hồi năm mình học lớp 1 thì bị bệnh rất nặng. Lúc đó bị bệnh gì mà não, tìm thuốc để chữa ở bệnh viện cũng không có, mà phải chạy đi mua mấy nhà thuốc tư nhân mà kiếm hiếm có lắm. Ba anh phải chạy, mà thời đó đi xe bằng xe đạp. Nếu mà ba anh không cố gắng mà chạy cho anh là giờ là anh có thể anh bị di chứng trong người, là một là bị liệt một bên hay là bị liệt tay chân gì đó. Cho nên anh thương ba mẹ. Tới khi anh lớn lên đâu cũng 17, 18 tuổi, anh cũng làm thời điểm mới làm ba mẹ anh buồn, đó anh không biết suy nghĩ. Rồi đến khi mà anh có gia đình rồi, có vợ, có con á, thì mới cảm thấy thương ba mẹ anh gần nhiều hơn nữa. Thì ba anh mạnh mẽ lắm, không bao giờ mà anh thấy ba anh khóc. Nhưng có mẹ anh có khóc. Sau này anh suy nghĩ lại anh hối hận lắm. Nhưng mà thời gian nó đi qua rồi, mình đâu có thể kéo nó lại được. Đó anh đi chơi tụ tập với bạn bè, đánh lộn, đánh lạo này kia nọ đồ, rồi cũng bị bắt vô đồn công an rồi. Rồi má anh, mẹ anh đi lãnh về, thấy mẹ anh tội mẹ anh lắm. Anh có chuyện gì 1-2 giờ khuya mẹ anh cũng đi với nó. Cho nên anh nghĩ lại anh thương mẹ anh rất là nhiều, mà nghĩ lại mình hối hận lắm. Ba mẹ ơi, nếu có cơ hội mà để sửa sai lại quay lại lúc trước, con sẽ sửa sai. Con mong là ba mẹ hãy sống với con càng lâu càng tốt, để con có cơ hội để chăm sóc ba mẹ nhiều hơn. Con sẽ không làm ba mẹ buồn. Ba mẹ rất là, nói chung là rất là tốt, ở sát bên mà thương như con vậy thôi. Mình cũng về đây cũng gần 10 năm rồi,
Cho nên mình cũng ít tiếp xúc nhiều quá. Chỉ có bác là thân thiết thôi, chứ bác nhận như mình là một con vậy đó. Muốn nói với bà mẹ là luôn luôn giữ gìn sức khỏe, tại vì ba mẹ đi đứng á. Ba thì bị bệnh tiểu đường nhưng mà mẹ thì đi đứng không có ai, mình cũng rất lo. Chúc cho ba mẹ mạnh khỏe, sức khỏe là trên hết. Tiền bạc thì vàng bạc thì không mua được. Dạ con là cháu nội của ông bà, tôi rất thương bà. Tại vì ông bà rất chăm trước cho con. Cuối tuần thì con ba mẹ chở con về thăm ông bà. Mỗi lần con về ông bà con nấu cơm cho con ăn. Dạ con chúc ông bà sống lâu trong tuổi và nhiều sức khỏe. Con thương bà nội nhiều lắm. Ông nội làm cá sạch rồi nè, thấy chưa? Chỉ chờ nấu là ăn thôi. Cá này con cho trôi đen á con. Bữa nay là cá này là cũng làm gì đây? Cá chép này hôm nay là chân tương. Còn cá chấm thì kho nghệ với lại nấu cá chua. À có cái bắp chuối ngoài phải không? Chắc nấu cá chua. Rồi. Thôi vậy là đủ món rồi, đãi với Na được rồi ha. Đây là cây cành câu mà chú thường câu, đây là cây này là cây hai khúc. Là không có thụt được. Đây là hai cây cần câu là thụt được. Đây là toàn bộ vàng cần câu chú còn lại để chú để xây cua. Khi nào cần thì chú mới dùng tới. Dễ thương quá. Cùng với con cháu cùng chăm sóc vườn cây kiểng. Thời gian này là có thể nói mình rất là an nhàn để có thể hưởng thụ tất cả mọi thứ mà ngày xưa mình đã mất đi. Cảm ơn của chú rất là nhiều. Ngày hôm nay thì chú muốn nói gì với cô không? Hơn nữa quãng đời qua đi là anh đã chăm sóc với em như vậy là anh thấy là cũng vẫn là chưa đủ. Còn nữa quãng đời còn lại thì anh hứa là anh sẽ chăm sóc cho em thật nhiều và chu đáo hơn. Tuyệt vời. Còn cô muốn nói gì với chú không? Cô chỉ mong là hai vợ chồng cùng có sức khỏe để mà đồng hành cùng nhau cho tới trọn cuộc đời vậy thôi. Quá tuyệt vời luôn.